Thông tin từ Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau, lần đầu tiên tỉnh ghi nhận số ca nhiễm trong ngày vượt 1.700 ca. Cụ thể, hôm nay Cà Mau ghi nhận 1.708 ca nhiễm COVID-19, tăng hơn hôm qua 528 ca. Trong đó có 1.560 ca trong cộng đồng, còn lại trong khu cách ly. Thành phố Cà Mau cao nhất với 700 ca. Lũy kế số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay là 66.417 ca. Trong ngày có 399 ca khỏi bệnh, không ghi nhận trường hợp tử vong. Đến nay, tỉnh Cà Mau có 59.285 người khỏi bệnh, 300 trường hợp tử vong do COVID-19. Thời gian gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước tăng cao trở lại. Theo đó, nhu cầu sử dụng kit xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cũng tăng cao, khiến nguồn cung mặt hàng này bị hạn chế và giá cả tăng vọt so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, đến một số quầy thuốc có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Cà Mau, người dân rất khó tìm mua được kit test nhanh COVID-19. Nhiều nhà thuốc thông báo đã hết hàng hoặc hàng chưa về kịp. Tại địa bàn các huyện, việc mua kit test càng gặp khó khăn hơn và giá cả cũng tăng cao. Vấn đề này đã được lãnh đạo một số địa phương phản ánh tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp triển khai công tác phòng chống dịch do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn ra vào ngày 1 tháng 3 và được lãnh đạo Sở Y tế lý giải. Sở Y tế đã liên hệ, mấy ngày nay liên hệ các công ty trên này thì họ đều báo tình hình chung là như vậy. Vẫn có hàng nhưng mà nói chung là một là hàng giá nó cao hơn trước đây, hai là nói chung là cũng hiếm. Một báo là cái tình hình vậy thì Sở Y tế đang tức là đôn đốc các cái công ty tiếp tục liên hệ để cung ứng về cho các Cà Mau những cái hàng cái test nhanh này. Thị trường chung là gì mà không phải Cà Mau mà nói chung là cả nước, hình như nó gom về ở ngoài, tức là cái test nhanh là theo cái dạng đó nó chuyển về ngoài đó. Rồi cái thị trường có thể là không có loại trừ những cái nhà cung ứng lớn họ có biên hàng hay không mình cũng không biết, nhưng mà cái nguồn cung cấp thì nói chung là cái nguồn cung cấp chung là bây giờ là để tìm cái nguồn cung cấp thì nói chung là phải tranh thủ cũng hạn chế cung cấp, và họ báo thì trong vòng ngày vài ngày tới có thể là nói chung là tình hình sẽ tốt hơn, là tại vì họ đang tăng cái lượng nhập về. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau đã có chủ trương yêu cầu các hộ gia đình, nhất là các hộ có con em đi học, phải tự test nhanh mẫu gộp định kỳ 2 lần một tuần để kiểm tra sức khỏe, học sinh có kết quả test nhanh âm tính mới đến trường. Để tạo điều kiện cho người dân thực hiện nghiêm chủ trương này, ngoài tranh thủ tìm nguồn cung kit test, thời gian tới ngành chức năng tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các đại lý, nhà thuốc cố tình găm hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các địa phương sử dụng kinh phí quỹ vì người nghèo, nguồn kinh phí vận động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kit test để họ có thể thực hiện test nhanh theo định kỳ.